giọt buồn hoài mãi trong ta, bơ vơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em ca. Nhìn hạ về cây lá rụng buồn, em hát đi dù ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mà tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây không còn nắng mơ màng. Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao thì Bảo Châu Elec đã phối ghép lên nhiều những bộ dàn thành công, bộ dàn nghe nhạc để quý vị có nhiều hơn những sự lựa chọn cho mình. Và ngày hôm nay thì Xuyến muốn mang đến cho quý vị một bộ dàn nghe nhạc NN71. Bộ dàn là sự phối ghép của các sản phẩm cao cấp, chính hãng và có mức giá tốt nhất trên thị trường. Quý vị các bạn hãy cùng Xuyến tìm hiểu chi tiết về bộ dàn này nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Bộ dàn nghe nhạc cao cấp NN71 là sự phối ghép từ cặp loa JBL State A170, được thiết kế kiểu dáng loa đứng sang trọng và tinh tế với hai tông màu chủ đạo, đó là màu vân gỗ và màu đen, sẽ phù hợp với các không gian nội thất trong gia đình của bạn. Là dòng loa với 3 loa và 2,5 đường tiếng, sở hữu hai củ loa bass với đường kính là 13 cm, cùng với một củ loa chép vòng nhôm với đường kính là 2,54 cm, được thiết kế khá là đẹp mắt và ấn tượng. Ở phía bên dưới sẽ là logo của thương hiệu JBL cùng với 4 hệ thống 4 chân đế loa, giúp cho loa đứng vững hơn khi hoạt động, hạn chế rung lắc. Và ở phía mặt sau của loa thì sẽ là hệ thống hai cầu loa để chúng ta có thể kết nối cùng với loa. Loa hoạt động ở tần số từ 40Hz cho đến 40kHz và âm ly khuyến nghị phối ghép từ 20 cho đến 200W. Sản phẩm hiện tại sẽ được bảo hành 1 năm chính hãng. Và sản phẩm tiếp theo trong bộ dàn ngày hôm nay sẽ là một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Marang NR1200. Với thiết kế cổ điển nhưng không mất đi sự sang trọng và thanh lịch, góc cạnh được vo tròn mềm mại mang tính thẩm mỹ cao. Với thiết kế siêu mỏng thì đây là mẫu receiver phù hợp với các phòng khách, căn hộ hiện đại khi được trang bị tất cả tính năng cần thiết cho nhu cầu nghe nhạc, nghe nhìn tại gia. Được trang bị 5 ngõ vào HDMI đa dạng, người nghe có thể kết nối nguồn nhạc như CD Play, máy game, chuyên dụng như PS4 và đầu hát Blu-ray. Có khả năng giải mã pha nhạc số chất lượng cao lên đến SDS 5.6, đồng thời NR1200 sẽ hỗ trợ kết nối không dây qua Bluetooth, AirPlay hoặc Spotify Connect, cho phép người nghe dễ dàng phát các bài nhạc yêu thích qua thiết bị thông minh. Là dòng âm ly Hi-Fi của thương hiệu Marang đến từ đất nước Nhật Bản, sản phẩm hiện tại sở hữu hai tông màu để lựa chọn, đó là màu trắng bạc và màu đen tuyền, và hoạt động ở mức công suất là 75W một kênh. Sản phẩm hiện tại đang được bảo hành chính hãng 1 năm. Và sản phẩm cuối cùng trong bộ dàn nghe nhạc ngày hôm nay đó chính là một chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Yamaha CD-S303. Đầu CD-S303 loại bỏ nhiễu tối đa với đường dẫn tín hiệu ngắn, giảm thiểu khả năng mất tín hiệu hoặc nhiễu, sử dụng DAC hiệu suất cao cho độ chính xác chuyển đổi cao với tiếng ồn thấp, có khả năng tương thích MP3, vượt trội đáp ứng mọi nhu cầu giải trí với nhiều nguồn nhạc khác nhau, sử dụng 192kHz trên 24bit DAC, hệ thống chuyển đổi DA hiệu suất cao, hệ thống sử dụng DSP bộ xử lý kỹ thuật số đáng tin cậy. Với thiết kế mang đầy tính ưu việt, cùng với thời gian bảo hành là 1 năm thì sản phẩm hiện tại đang sở hữu hai tông màu có thể dễ dàng phối ghép nhất, đó là màu trắng và màu đen. Và bộ dàn cao cấp NN71 ngày hôm nay chắc chắn rồi sẽ mang đến cho quý vị không gian trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất. Hãy cùng Xuyến trải nghiệm qua một số bản nhạc nhé. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu
mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Cho đời lắm ê chề tình ơi, cuộc đời cố bao lâu vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lanh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời giấu kín, như rêu như dòng tắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời cầm nín, nên khi xuôi tay còn chưa thầm. Dạ vâng, với sự phối ghép hoàn hảo từ các thiết bị cao cấp cùng với chất âm vô cùng tuyệt vời thì sản phẩm hiện tại đang sở hữu mức giá tốt nhất thị trường chỉ với 36.280.000 là quý vị có thể sở hữu một bộ dàn nghe nhạc với không gian là từ 20 cho đến 30 mét vuông. Và nếu như quý vị cũng yêu thích bộ dàn này thì quý vị có thể đặt hàng theo 3 cách thức sau. Thứ nhất là quý vị hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 0255 hoặc số điện thoại của Xuyến 0395 487 800. Và cách thức thứ hai là quý vị có thể đến trực tiếp showroom Bảo Châu Elec tại 11 showroom trên toàn quốc. Và cách thức thứ ba nữa là quý vị có thể đặt hàng trực tiếp trên website baochouelec.com. Chúng tôi cam kết hàng mới chính hãng và có giá tốt nhất thị trường. Nếu như quý vị phát hiện hàng không chính hãng thì chúng tôi sẽ đền gấp 3 lần so với giá trị của sản phẩm. Và sản phẩm có đầy đủ giấy tờ COCQ nhập khẩu, nói không với hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Ngoài ra thì Bảo Châu Elec còn hỗ trợ trả góp với mức lãi suất chỉ từ 0%. Và quý vị có thể trả góp online qua thẻ tín dụng hoặc là có thể trả góp trực tiếp với ngân hàng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên Bảo Châu Elec có 11 showroom trên toàn quốc. Chúng tôi miễn phí giao hàng trong bán kính là 30 km, miễn phí setup lắp đặt với đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của Bảo Châu Elec. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!